Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Mở đầu sẽ là những tin vặt đáng chú ý. Mới đây, lễ hội tuyết thường niên Sapporo đã khai mạc tại thành phố Sapporo, thủ phủ của tỉnh Hokkaido ở cực bắc của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm lễ hội được tổ chức mà không có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến đại dịch COVID-19. Là một trong những lễ hội mùa đông lớn nhất của Nhật Bản, lễ hội tuyết lần thứ 74 được tổ chức tại 3 địa điểm trong thành phố Sapporo, kéo dài đến ngày 11 tháng 2. Khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng khoảng 190 tác phẩm điêu khắc lớn nhỏ bằng băng tuyết được trưng bày tại lễ hội, bao gồm các tác phẩm do người dân địa phương chế tác và tạo dựng. Những người đam mê điêu khắc băng tuyết có thể ngắm và tìm hiểu mọi thông tin về những tác phẩm này trên trang chủ của lễ hội. Mới đây, thủ đô Bogota của Colombia đã triển khai ngày không ô tô và xe máy nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Ngay trong lần đầu triển khai, đường phố tại thành phố Bogota đã trở nên im ắng và vắng bóng người khi chỉ các phương tiện xanh như xe đạp hay các phương tiện giao thông công cộng mới được phép lưu thông trên đường. Nhiều người dân đã lên tiếng hoan nghênh ngày không ô tô tại thành phố như một biện pháp để giảm tiếng ồn và ô nhiễm, đặc biệt khi thành phố này đã bị bao phủ trong các làn khói từ các vụ cháy rừng vào tuần trước. Biện pháp này sẽ tiếp tục được triển khai tại thành phố Bogota vào thứ Năm hàng tuần. Vườn hoa anh đào ở khu vực Tung Trung, Hồng Kông, Trung Quốc vừa được khai trương đã thu hút đông đảo người yêu hoa. Ai cũng muốn bước vào biển hoa và cảm nhận không khí đầu xuân khi 85 cây hoa anh đào được trồng tại đây bắt đầu nở rộ. Đây là một phần trong các dự án cải thiện cảnh quan khu vực sân bay của Cơ quan Quản lý Sân bay Hồng Kông. Hàng trăm cây hoa anh đào đã biến đường Trích Lắp Cốc Sao và trên đồi Scenic Hill thành đại lộ hoa anh đào, hoa đẹp lộng lẫy, nở rộ, rực rỡ như mây, tạo thành một khung cảnh nên thơ và đẹp như tranh vẽ dưới cáp treo Ngong Ping 360. Vườn hoa anh đào Tung Trung đã trở thành địa điểm ngắm hoa anh đào mới nổi tiếng ở Hồng Kông kể từ khi mở cửa lần đầu vào năm 2023. Đang là mùa hoa nở rộ, cả vườn hoa nhuộm màu hoa anh đào lãng mạn. Người dân và du khách có thể đi bộ trên đường dành cho người đi bộ để ngắm hoa thật gần. Nếu đi cáp treo Ngong Ping, du khách thậm chí có thể chiêm ngưỡng toàn bộ biển hoa màu hồng từ trên cao và cũng có thể nhìn thấy cáp treo dưới bầu trời trong xanh mây trắng, rất đẹp như đang du lịch nước ngoài. Thời tiết ấm áp ở Hồng Kông vào những ngày cuối năm khiến hoa anh đào nở đặc biệt sớm. Cơ quan Quản lý Sân bay Hồng Kông cho biết, người dân và du khách có thể tranh thủ thời gian nở hoa trong 1 đến 2 tuần tới để đến thưởng thức hoa anh đào cùng lưu lại những khoảnh khắc lãng mạn. Trong trang phục màu trắng và mang hoa, người dân Brazil đã tập trung tại bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro để tỏ lòng thành kính với Imania, nữ thần biển cả của người Brazil gốc Phi. Rất đông người mặc trang phục màu trắng để chào mừng nữ thần biển Iemanjá bằng cách ca hát và nhảy múa xung quanh bức tượng nữ thần được dựng trên bãi biển. Chúng tôi tự hào về văn hóa và truyền thống của mình. Trong năm mới, tôi cầu mong sức khỏe và hạnh phúc. Năm 2024 sẽ là một năm của yên bình, thịnh vượng. Iemanjá là người mẹ tinh thần của tôi. Bà ấy là nữ thần biển cả. Bà ấy là tất cả sức mạnh của tôi. Bà bảo vệ tôi. Tôi luôn cầu nguyện bà, cầu mong sức khỏe và bình an. Iemanjá là một trong những vị thần của tôn giáo Yoruba và đã trở nên nổi bật trong nền văn hóa người Mỹ gốc Phi. Truyền thống này đã được những người nô lệ châu Phi mang đến Brazil từ hàng trăm năm trước. Ngày 2 tháng 2, nhà đấu giá Sotheby's cho biết một bộ 6 chiếc giày thể thao Air Jordan cá nhân mà Michael Jordan mang trong các trận chung kết NBA đã được bán với giá 8 triệu đô la Mỹ tại một cuộc đấu giá ở New York, lập kỷ lục đấu giá toàn cầu mới cho những đôi giày thể thao đã từng thi đấu. Bộ sưu tập có tên Dynasty gồm 6 chiếc giày Air Jordan góp mặt trong 6 lần ngôi sao bóng rổ Mỹ Michael Jordan giành được chiếc vô địch NBA trong sự nghiệp của mình. Sau mỗi chiếc vô địch, Michael Jordan lại tháo một chiếc giày ra và gửi cho đội Chicago Bulls. Từ đó, bộ sưu tập này được ra đời. 6 chiếc giày thuộc các dòng Air Jordan 6, 7, 8, 11, 12 và 14. Mối quan hệ của Michael Jordan với Nike rõ ràng đã biến anh ấy trở thành một tỷ phú vận động viên đầu tiên và nó đã tạo nên xu hướng chung cho rất nhiều loại hợp đồng tài trợ sau đó. Vì vậy, anh ấy bắt đầu với Airship, thứ mà chúng tôi thực sự đã bán được với giá kỷ lục 1,2 triệu đô la. Anh ấy đã mang chúng vào năm 1984 và sau đó là Air Jordan, sau này đã trở thành một trong những đôi sneaker mang tính biểu tượng nhất của thời đại. Michael Jordan sinh năm 1963 là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngôi sao người Mỹ đưa môn bóng rổ của NBA trở nên phổ biến toàn thế giới trong thập niên 1980-1990.
với khối tài sản 1,85 tỷ đô la Mỹ, Michael Jordan là vận động viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Năm 2015, ông là vận động viên đầu tiên trong lịch sử trở thành tỷ phú. Vườn Dự Viên, một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã được thắp sáng bằng đèn lồng để chào mừng Tết Giáp Thìn đang đến rất gần. Hàng chục nghìn người đã đổ về khu vườn nổi tiếng để chiêm ngưỡng khung cảnh vô cùng đẹp mắt, được thắp sáng bởi rất nhiều chiếc đèn lồng hình rồng độc đáo. Cháu nghĩ rồng là một linh vật biểu trưng cho sức mạnh phi thường, đồng thời sẽ mang lại nhiều hy vọng và may mắn cho mọi người. Trong năm mới, cháu mong sẽ được khỏe mạnh. Cháu đang học lớp 8 và cháu sẽ cố gắng học tốt hơn nữa. Thật sự là rất đông người, đúng là đông như Tết vậy, rất có không khí năm mới. Đèn lồng rất đẹp, năm nay sẽ là năm con rồng, những chiếc đèn đã được làm vô cùng đẹp mắt. Năm nay là năm con rồng, năm rồng tượng trưng cho sự cất cánh của dân tộc Trung Hoa. Với sự phát triển của đất nước chúng ta trong năm mới, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, tôi cảm thấy Trung Quốc sẽ hồi sinh, đất nước Trung Quốc sẽ trở nên vĩ đại hơn. Rồng là di sản của Trung Quốc, người Trung Quốc coi rồng là tổ tiên của mình. Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Anh mới đây đã tiến hành thử nghiệm các công cụ trí tuệ nhân tạo AI để phát triển thế giới ảo trong âm nhạc. Việc tạo ra âm thanh từ công nghệ tiên tiến được dự báo sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho ngành âm nhạc. Chỉ bằng việc đeo tai nghe thực tế tăng cường, cảm biến đọc chuyển động, các công cụ ảo do giảng viên thuộc khoa truyền thông kỹ thuật số, Đại học Queen Mary phát triển có thể tạo ra các kết quả âm thanh tương ứng. Tại đây, họ đã thành lập một studio tương lai, nơi âm nhạc kết hợp với công nghệ tiên tiến. Trong khi các nhạc sĩ đã sử dụng công nghệ cho mục đích sáng tạo từ những năm 1950, thì những tiến bộ mang tính chất đột phá gần đây trong lĩnh vực AI, chẳng hạn như việc robot có thể tạo ra âm nhạc như những ngôi sao nhạc pop kỹ thuật số, đã gây ra nhiều quan điểm trái ngược trong ngành. AI được biết đến để biểu thức trích xuất càng nhiều thông tin càng tốt từ các nhịp đánh bằng tay của tôi để có thể nắm được sắc thái và mức độ thông tin đó mà không làm phức tạp giao diện. Tháng 11 năm ngoái, nhóm nhạc The Beatles phát hành Now and Then được coi là bài hát cuối cùng của họ và có giọng hát của cố danh ca John Lennon được ngoại suy bằng AI từ một bản ghi âm cũ. Việc này khiến nhiều chuyên gia cho rằng AI có thể bị lạm dụng và gây ra những lo ngại về pháp lý hoặc đạo đức. Tuy nhiên, những quy định về AI mang tính sáng tạo mới chỉ ở giai đoạn đầu. Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều người dân Trung Quốc có quan niệm đi mua vàng sẽ gặp may mắn về đường tài lộc trong cả năm. Do vậy, hoạt động buôn bán vàng những ngày cận Tết, các tiệm vàng tại Trung Quốc trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tại một trong những cửa hàng trang sức vàng lớn nhất tại trung tâm thương mại Yuyuan Garden của Thượng Hải, rất nhiều người dân Trung Quốc tranh thủ ghé mua những món đồ trang sức bằng vàng cho bản thân và gia đình. Cửa hàng này ghi nhận doanh số bán vàng trong những ngày gần đây tăng cao đột biến vì mua vàng dịp đầu năm là một thông lệ truyền thống của người dân Trung Quốc để đón chào năm mới. Một lý do khác khiến nhu cầu vàng bùng nổ tại Trung Quốc là do giá vàng tăng mạnh trong năm qua, khiến nhiều người còn mua vàng làm một khoản đầu tư. Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, mức tiêu thụ vàng ở nước này đã vượt quá 1.000 tấn vào năm 2023, tăng khoảng 9%. Doanh số bán đồ trang sức bằng vàng cũng tăng khoảng 8%, trong khi doanh số bán vàng miếng và tiền xu tăng hơn 15% trong năm 2023. Đến đây, chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.